Cũng trong sáng ngày hôm nay mùng 5 tháng 9, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dự lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 cùng thầy và trò trường Trung học phổ thông Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Năm học 2018-2019, trường Trung học phổ thông Quyết Thắng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đạt 96,7% và đạt nhiều giải thưởng tại các kỳ thi học sinh giỏi. Không chỉ nỗ lực trong học tập mà học sinh còn tích cực trong các hoạt động trải nghiệm thực tế. Năm học 2019-2020, nhà trường có 793 học sinh. Do có nhiều em học sinh ở các xã, vùng khó khăn, nên công tác hỗ trợ học sinh được nhà trường đặc biệt chú trọng. Toàn huyện Lạc Sơn hiện có 60 đơn vị trường học từ mầm non đến trung học cơ sở, với 33.456 học sinh. So với năm học trước, giảm 9 trường học và 5 điểm chi trường. Đến nay, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên ở các nhà trường đảm bảo. Đánh trống khai giảng năm học mới và phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng những thành quả của thầy và trò trường Trung học phổ thông Quyết Thắng đạt được trong thời gian qua. Với tâm thế sẵn sàng năm học mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi gắm niềm tin đến thầy và trò nhà trường, nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất, nâng cao chất lượng dạy và học. Đề nghị với các đồng chí tập trung và các em học sinh tập trung thấm nhuần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước về giáo dục và đào tạo của năm học mới. Đồng thời đó là tìm các giải pháp nỗ lực để làm sao phục vụ khó khăn và tranh thủ các cái điều kiện thuận lợi nhất, phát huy cái tinh thần đoàn kết và cái thành quả của nhiều năm để làm sao cái trường Trung học phổ thông Quyết Thắng của chúng ta tiếp tục là phát huy được cái chất lượng cũng như là cái vai trò đào tạo nguồn nhân lực tốt nhất cho huyện Lạc Sơn cũng như là tỉnh Hòa Bình cũng như là đất nước của chúng ta. Rồi đó là chúng ta phải làm tốt cái việc là phân luồng trong giáo dục và đào tạo. Thì muốn làm tốt thì phải xây dựng cái tổ chức đảng. Thật sự là cái vai trò lãnh đạo của nhà trường, của đảng bộ, tổ chức đảng ở đây. Rồi phát huy vai trò của đảng viên. Với các cháu học sinh thân yêu ấy, thì tôi mong rằng là các cháu tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của tỉnh ta. Phấn đấu rèn luyện để giỏi cả về tin học, giỏi cả về ngoại ngữ. Đó là phải rèn luyện cái kỹ năng tư duy, kỹ năng sống thật tốt, làm sao năm nay là phát triển năng lực về thể chất bản thân và có định hướng nghề nghiệp, đồng thời là am hiểu lịch sử truyền thống và bản sắc văn hóa của lịch sử của chính địa phương của chúng ta. Tại lễ khai giảng, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của nhà trường.